Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc laptop được đầu tư rất là nhiều về phần cấu hình để phục vụ cho những bạn nào có nhu cầu cao về hiệu năng trên chiếc laptop của mình, để cho các bạn có thể thoải mái thực hiện đa tác vụ nè, cũng như là dễ dàng thực hiện những cái tác vụ có một cái yêu cầu về hiệu năng cao trên chiếc laptop của mình. Và đó chính là chiếc Dell Inspiron 3593. Nếu mà xét về chiếc laptop này thì có thể thấy là hãng sản xuất họ không quá đầu tư về cái ngoại hình và cái thiết kế của máy, mà hãng sản xuất sẽ đánh mạnh nhất về cái cấu hình của nó để có thể nâng cao cái trải nghiệm của người dùng lên. Cụ thể thì chiếc Dell Inspiron 3593 này sẽ được trang bị cấu hình bao gồm con chip Intel Core i7 thế hệ mới nhất. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có 8GB DDR4, ổ cứng tốc độ cao SSD 512GB. Chưa dừng lại ở đó thì các bạn sẽ có thêm card đồ họa Nvidia GeForce MX 230 nữa. Kết hợp những cái thông số này lại thì các bạn sẽ có một cái thời tốt để phục vụ cho những cái công việc, những cái chuyên môn của mình, những cái tác vụ nặng chẳng hạn. Với 8GB thì các bạn có thể thực hiện đa tác vụ một cách dễ dàng, nhanh chóng. Chúng ta sẽ có SSD 512GB vừa giúp cho các bạn có thể có một cái tốc độ mở máy nhanh nè, những cái tác vụ được thực hiện nhanh hơn, cũng như là có một cái không gian rộng rãi để cho các bạn có thể lưu trữ nữa. Và với card đồ họa Nvidia thì các bạn có thể cài thêm những cái phần mềm đồ họa, chỉnh sửa video nè, chỉnh sửa hình ảnh và chơi những cái tựa game đồ họa nữa. Về hiệu năng thì phải nói là nếu như các bạn muốn có một chiếc laptop mạnh thì đây sẽ là sự lựa chọn rất là tốt dành cho các bạn. Còn về thiết kế thì sao? Nếu như là so với những chiếc laptop hiện đại đang có mặt trên thị trường thì mình không đánh giá quá cao thiết kế của chiếc Dell Inspiron 3593 này. Bởi vì như các bạn có thể thấy thì nó có một cái ngoại hình khá là to nè, kèm theo đó là một cái màu đen rất là truyền thống, được hoàn thiện bằng một cái bề mặt nhám với những cái họa tiết sọc chéo qua chéo lại. Nói chung thì nó cũng không có gì quá là đặc biệt. Bên cạnh đó thì cái độ mỏng của máy cũng không có quá là mỏng. Trọng lượng của nó thì sẽ rơi vào tầm khoảng 2,25kg. Nó cũng không có quá là nặng. Tuy nhiên nếu mà so với những chiếc laptop khác á, thì nó sẽ nặng hơn một chút. Nó sẽ hơi khó khăn một chút cho các bạn trong quá trình mà mang nó theo bên mình để cho chúng ta có thể sử dụng hàng ngày. Và bởi vì hai cái cạnh bên của nó không được làm quá mỏng, cho nên đây cũng là một cái điều mà giúp Dell có thể trang bị rất là nhiều những cổng kết nối để phục vụ các bạn trong quá trình sử dụng. Như là bên cạnh phải mình đang có đây là một cái cổng HDMI nè, và cả một cái cổng mạng LAN nữa. Hai cổng USB 3.1 và chúng ta sẽ được trang bị thêm một cổng USB Type-C. Quay về phía cạnh phải thì các bạn sẽ thấy một cái điều đặc biệt, đó chính là sự xuất hiện của một cái ổ đĩa quang. Ổ đĩa quang thì mình thấy dạo gần đây các hãng sản xuất laptop không thường trang bị trên những chiếc laptop của mình nữa. Một phần là để tối ưu được cái độ mỏng của cạnh viền, phần nữa là gần đây thì người ta không có sử dụng đĩa quang nhiều. Tuy nhiên thì với chiếc Dell Inspiron 3593 này thì các bạn có thể sử dụng đĩa quang trên nó một cách bình thường. Ở đây thì mình sẽ có thêm một cái khe thẻ nhớ SD và thêm một cổng USB nữa. Lần vào bên trong thì chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước là 15.6 inch. Và một cái điểm mà mình hơi không thích ở cái thiết kế của màn hình này đó chính là phần viền màn hình của nó còn rất là dày. Trong khi đó những chiếc laptop gần đây á, thì nó đều được tối ưu viền màn hình rất là mỏng rồi. Viền màn hình dày thì sẽ kéo thêm cái việc là thiết kế tổng thể của máy sẽ hơi to lên một chút xíu. Màn hình của chúng ta thì sẽ có độ phân giải là Full HD và được phủ một cái lớp chống chói để cho các bạn có thể làm việc trong môi trường ánh sáng vào. Bên cạnh đó thì mình thấy là cái màn hình này không phải là màn hình IPS, cho nên là nó có góc nhìn hơi hẹp một chút xíu, thì đó là điểm yếu trên chiếc màn hình Inspiron 3593. Nhưng mà đổi lại thì chúng ta sẽ có một cái chất lượng hiển thị cũng rất là sắc nét, khi mà các bạn xem phim gì đó cũng rất là ok. Và tất nhiên là với một chiếc laptop màn hình 15.6 inch thì ở dưới chúng ta sẽ có một cái bàn phím full size với các phím số được tách ra một bên, và bàn phím cũng sẽ là màu đen kèm với lại màu tổng thể của sản phẩm luôn. Cái phím số tách ra một bên này thì sẽ giúp các bạn có thể dễ dàng hơn trong những cái tác vụ nhập dữ liệu của mình nè. Và cuối cùng sẽ là một cái touchpad với một cái diện tích rất là rộng rãi, cũng như là cái độ nhạy cao để các bạn có thể dễ dàng thao tác. Rất là tiếc là trên chiếc Dell Inspiron 3593 này chúng ta sẽ không được trang bị cảm biến vân tay để giúp cho người dùng có thể đăng nhập một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Nhưng mà bù vào đó thì các bạn sẽ được trang bị một cái webcam HD nè, để giúp cho những cái tác vụ họp online hoặc là video call của mình trở nên dễ dàng hơn. Và cuối cùng là Dell cũng sẽ hỗ trợ cho người dùng một cái phần mềm là Dell Mobile Connect, để giúp cho người dùng có thể dễ dàng kết nối điện thoại của mình với chiếc laptop hơn, để có thể truyền tải dữ liệu nhanh hơn này, cũng như là đồng bộ điện thoại với laptop. Các bạn có thể nhận cuộc gọi hoặc trả lời tin nhắn ngay trên chiếc laptop của mình vẫn ok.
Và vừa rồi thì mình đã trên tay nhanh chiếc Dell Inspiron 3593 gửi đến các bạn. Một chiếc laptop với một cái cấu hình rất là mạnh mẽ để giải quyết những cái công việc nè, những cái tác vụ nặng cũng như là những nhu cầu chơi game của người dùng. Mặc dù thì nó có một chút hạn chế về phần thiết kế bên ngoài, tuy nhiên thì nếu như bạn nào chúng ta không có quan trọng về thiết kế lắm và thích một cái chiếc laptop với một cấu hình mạnh để có thể thoải mái sử dụng thì có thể lựa chọn em này nha. Và nếu như các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về chiếc Dell Inspiron 3593 này thì mình sẽ để link của sản phẩm mình dưới phần mô tả nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.